có những câu hỏi và Honda Linh Nam sẽ có những phần quà rất là đặc biệt dành cho những bạn trả lời đúng các câu hỏi anh đưa ra, đúng không? Câu hỏi đầu tiên nhé, các bạn chú ý này. Bởi vì vừa nãy chúng ta không chú ý được, nhưng bây giờ các bạn sẽ chú ý, bởi vì chúng ta sẽ có những phần quà rất là đặc biệt. Đấy, chúng ta hãy chú ý lắng nghe, trả lời đúng câu hỏi để nhận những phần quà của con Lan Nha nhé các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên các bạn nghe nhé. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ. B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông. Và C. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Vâng, bây giờ bạn những giờ này đấy, bạn những giờ này luôn nhé. Đáp án của bạn là C đúng không ạ? Vâng. Đáp án của C của chúng ta là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đúng không? Vậy là anh có thể hỏi bạn một câu hỏi nhỏ nhỏ nữa không ạ? Là bạn có biết người điều khiển giao thông là như ai không? Là ai? Không, người điều khiển giao thông luôn. Không, người điều khiển giao thông, điều hành, điều tiết giao thông. Là chú. Lực lượng cảnh sát giao thông, đúng không ạ? Đấy, lực lượng được phân công nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đấy, các bạn nhớ nhá. Đấy, khi mà ra đường, khi mà hiệu lệnh của ai là cao nhất ạ? Đúng không? Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là cao nhất, đúng không? Đấy. Câu trả lời của bạn rất chính xác. Xin cảm ơn bạn. Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và biển báo hiệu tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau thì người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh của biển nào? A. Biển báo hiệu tạm thời. B. Biển báo hiệu cố định. Và C. Không chấp hành biển nào. À vâng, xin mời bạn đứng ngoài này luôn. Bạn làm công tác. Vâng, bạn có thể trả lời luôn. Vâng. Biển báo hiệu tạm thời. Chúng ta phải tuân theo lệnh của biển báo hiệu tạm thời, đúng không ạ? Vâng. Một câu trả lời rất chính xác của bạn, và xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta có thể hiểu đơn giản được thôi. Khi mà ở một đoạn đường, đúng không ạ? Khi mà có biển báo hiệu cố định, nhưng ví dụ đoạn đường đấy bị hỏng chẳng hạn, hoặc đang sửa chữa chẳng hạn, đấy đúng không ạ? Thì người ta sẽ đưa vào biển báo hiệu tạm thời. Người tham gia giao thông đường bộ gồm những thành phần nào? Một, người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Hai, người điều khiển, dẫn dắt súc vật. Ba, người đi bộ trên đường bộ. Và bốn, cả ba thành phần lên trên. Tay đi. Anh đã gọi, anh đã mời hai bạn nữ rồi, bây giờ anh mời một bạn nam nhỉ? Vâng, mời bạn nam lên vào. Em tự giới thiệu, em tên là Đào Anh Duy, sinh năm 11B5. Em xin trả lời câu hỏi là D ạ. Đáp án D đúng không ạ? Vâng. Đáp án D của chúng ta là cả ba thành phần, đúng không ạ? Gồm có người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển dẫn dắt súc vật, người đi bộ trên đường. Tất cả đều là người tham gia giao thông đường bộ. Và câu trả lời của bạn rất chính xác, và cảm ơn bạn rất nhiều. Câu hỏi thông tin đấy.
tí xếp hàng ra kia mà đi. Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A, phải đi bên phải theo chiều đi của mình. B, phải đi đúng phần đường quy định. C, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Và D, tất cả các người trên. Đưa tay đi ở kia. Nó đang xếp hàng cái kia đang đi tên kia. Tí lên kia mà nhận quà. Tí lên kia nhận quà đấy. Câu hỏi là B, các bạn đã đúng không ạ? Vâng, câu trả lời rất chính xác, xin chào các bạn. Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường quy định và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Câu trả lời là đúng chính xác. Có vẻ như là các bạn chúng ta đúng rất đúng về luật giao thông đúng không ạ? Câu hỏi của anh đưa ra hầu như các bạn trả lời đều rất chính xác. Bây giờ anh có thể đưa ra một cái câu hỏi nó khó hơn một chút này. Đấy, câu hỏi số 5. Các bạn chú ý nhá, thời gian đó dễ thôi. Khi đèn tín hiệu giao thông màu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện đi chưa đến vạch dừng thì phải làm gì? Đấy, các bạn nhớ nha, đi chưa đến vạch dừng thì phải làm gì? Chậm lại. Một, tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông. Chậm lại. Hai, dừng lại trước vạch dừng. Ba, được đi tiếp nhưng chỉ được rẽ trái. Không thấy bạn Nam rồi nhỉ? Từ nãy giờ mấy bạn nữ. Đấy, xin mời bạn Nam đi. Bạn Nam ngồi áo đen đấy. Bạn Nam áo đen mà. Giới thiệu đi. Em giới thiệu anh Phạm Văn Thành ở lớp 11 đi vào. Xin chào đáp án là 1 ạ. Đáp án của bạn là gì ạ? Đáp án 1 đúng không ạ? A. Đáp án A đúng không ạ? Vâng. Có nghĩa đáp án của chúng ta là đáp án A là phải tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông đúng không ạ? Vâng, chúng ta được tiếp tục đi đúng không ạ? Như ý bạn đúng không ạ? Vâng. Thế câu trả lời của bạn chưa chính xác. Vâng. Vâng. Rồi xin mời bạn Nam. Bạn Nam áo trắng đây. Ngồi mình vào. Tiếp nhé. Người ta đang lấy danh sách để lấy quà đấy. Vâng. Đáp án B của chúng ta phải dừng lại trước quà dừng. Đúng không ạ? Vâng. Đây là đáp án chính xác. Đấy, có quà đấy. Có quà đấy, tí người ta lấy thông tin kìa, thấy chưa? Cố lên mà trả lời quà. Cố lên mà lấy quà nhá. Đấy, người ta lấy thông tin kìa, thấy chưa? Người điều khiển phương tiện đi chưa đến vạch dừng thì chúng ta phải dừng lại trước vạch dừng. Các bạn nhớ chưa? Nếu chúng ta đã đi qua vạch rồi, đấy, mà đèn mới bật sáng, đúng không ạ? Thì chúng ta mới được quyền đi tiếp. Đấy. Nhưng phải chú ý quan sát. Đấy. Câu hỏi số 6. Người điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì? A, giấy phép lái xe. B, giấy chứng nhận đăng ký xe. C, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Và D, tất cả những giấy tờ nêu trên. Vâng, xin mời các bạn đấy. Em đúng rồi, rất là nhiệt tình. Vâng. Đáp án gì nhỉ? Đáp án B. D là đáp án tất cả những đáp án trên đúng không ạ? Vâng, câu trả lời của bạn rất chính xác, xin cảm ơn bạn. Vâng, bạn lên bạn đấy lên khối 10 đúng không? Học lớp 10 đúng không? Vâng.
Đấy, lớp 10 mà chúng ta đã nắm vững như thế này là rất là tốt. Các bạn phải nắm vững dần nhé. Bởi vì trước sau thì chúng ta cũng sẽ phải thi giấy phép lái xe, không phải điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm khối, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ hiểu biết dần, đúng không ạ? Nắm dần là chúng ta phải cần những loại giấy tờ gì để điều khiển tham gia giao thông được đầy đủ nhé. Câu hỏi số 7 anh đưa ra này. Người điều khiển, đấy nha, các bạn nhớ nha, người điều khiển xe mô tô dưới 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì? A. Giấy phép lái xe. B. Chứng nhận đăng ký xe. C. Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự. Và D. Các loại giấy tờ ở câu B và câu C. À, xin mời bạn Nam ở ngồi dưới đây này, anh giờ này, giờ này, vâng. Vâng, bạn áo trắng, ngồi sau cùng bạn à. Ưu tiên đứng sau cùng ra thì. Mà em đứng xe lạnh thì vào đâu được? Chào anh à, các thầy Tùng. Nhắn tin vào trong web của trường ấy. Có mà. Cái anh chuồng của Thanh Như là ra được mà. Các bạn đã hoàn thành đúng rồi, chính xác rồi. Nhưng anh sẽ giải thích cho bạn nhé, đúng không? Bạn mới học sinh lớp 10 hôm nay là lớp 10 là chúng ta đã đủ 16 tuổi chưa? Chưa, đúng không? Đấy, vậy là chúng ta sẽ phải hiểu dần đi, đúng không? Bởi vì điều khiển xe mô tô ấy dưới 50 phân khối chúng ta bắt buộc phải có giấy đăng ký xe, đúng không? Và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, các bạn nhớ đấy. Và chúng ta phải đủ 16 tuổi trở lên chúng ta mới được điều khiển loại phương tiện đấy, đúng không? Và khi chúng ta đủ 16 tuổi chúng ta không cần phải có giấy phép lái xe chúng ta mới được điều khiển. Đủ 16 tuổi là chúng ta được điều khiển phương tiện đó rồi. Được. Nên là chúng ta cần phải giấy phép lái xe các bạn nhé. Người tham gia giao thông đường bộ bằng xe mô tô hai bánh, xe ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào? Một, khi đi trên các tuyến đường giao thông trong thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực đông dân cư. Hai, khi đi trên các tuyến đường quốc lộ. Và ba, khi tham gia giao thông. Rồi, mời bạn Nam vừa rồi, bây giờ sẽ lại mời một bạn nữ. Và xin mời bạn áo đen đấy. Vâng. Anh nhá, nhớ chiếc quà cho thầy nhá. Đứng dậy đi. Bạn đã được dọn chưa nhỉ? Chưa. Chưa đúng không ạ? Vâng, xin mời bạn. Bạn đưa tay rất nhiệt tình thì bạn ạ. Em xin giới thiệu, tên là Lò Thứ Ba, học sinh lớp 11B2. Câu trả lời của em là khi tham gia giao thông. Chúng ta phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đúng không ạ? Vâng, trong bất kỳ trường hợp nào, đúng không ạ? Mỗi khi chúng ta tham gia giao thông, chúng ta đều phải đội mũ bảo hiểm. Vâng, câu trả lời của bạn rất chính xác, xin chân thành cảm ơn bạn. Chúng ta qua bao nhiêu câu rồi nhỉ? Câu 8 rồi đúng không ạ? Vâng. Thế này, một câu hỏi này hơi khó một chút nha các bạn nha, các bạn chú ý này. Câu hỏi số 9. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo một chuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào? Nha các bạn nha. Một, phải nhường đường cho xe đi bên phải. Hai, xe báo hiệu xin đường trước,
xe đó được đi trước. Và ba, phải nhường đường cho xe đi từ bên trái tới. Câu này có vẻ khó đến với bạn Nguyễn đúng không ạ? Vâng, xin mời bạn nữ ngồi thấp thấp phía sau đấy. Bạn nữ đây, mời bạn. Vâng. Cứ đứng lên, cứ đứng lên, cứ đứng lên. Nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuống. Đáp án C đúng không? Đáp án C của bạn, bạn nhớ là gì không? Là phải nhường đường cho xe từ bên nào đấy? Bên trái. Phải cho xe từ bên trái tới đúng không ạ? Vâng, đấy các bạn nhớ nhé, câu trả lời của bạn rất chính xác. Bởi vì sao chúng ta phải nhường đường cho xe từ bên trái tới, đúng không ạ? Đấy, có nhiều bạn biết không? Nhưng mà các bạn chưa hiểu. Bởi vì sao những cái xe đã vào trong vòng xuyến rồi đấy. Đấy. Thì những cái xe đi từ bên trái chúng ta thường là những cái xe đã ở trong vòng xuyến rồi. Đấy. Vì vậy chúng ta phải nhường đường để cho những cái phương tiện đấy người ta thoát ra khỏi vòng xuyến sớm để tránh gây ủn tắc giao thông. Đấy. Câu trả lời rất của bạn rất chính xác, xin cảm ơn bạn. Câu hỏi số 10. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên, hoặc giữa đường nhánh và đường chính, người lái xe phải xử lý như thế nào? Một, phải nhường đường cho xe chạy ở bên phải mình tới. Hai, phải nhường đường cho xe chạy ở bên trái mình tới. Và ba, phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Vâng, xin mời bạn nói em. Và em là người giơ tay nhanh nhất. Đáp án C đúng không? Đáp án C là chúng ta phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới, đúng không ạ? Vâng, một câu trả lời rất chính xác của bạn. Và xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bỏ chân xuống. Bỏ chân xuống. Bình thường có thể cô giáo, có thể các bạn học sinh, qua một số câu hỏi vừa rồi thì có thể nhận thấy là kiến thức về an toàn giao thông của các em rất là tốt, đúng không ạ? Anh cũng mong rằng các em sẽ cố gắng phát huy những cái kiến thức này để áp dụng vào thực tế mỗi khi tham gia giao thông của chúng ta được an toàn. Anh xin cảm ơn các thầy cô cùng các em rất.